Bồ Tát bổn nguyện. Phân hăng tập hội, quá hăng cùng phóng hai quá hăng cùng vốn thuộc. Lúc đó phân hăng nghèo địa tạng Bồ Tát trăm trăm nghìn môn các bất khả thư bất khả nghiệp bất khả lượng bất khả thiết vô lượng vô số hai giới thì đến hành hợp tại công trời đó lại cho nhà hàng là của Như Lai phân hăng nói hiệp phân chúng mình được các thất khoản chúng được trả mười phân công được đến số nghìn mốt nghe ta đồng cầm hương hoa đến cúng dường Phật những chúng nó chết là nhưng chúng còn nếu con hơi nói hay là nhờ này tại một tác giáo hóa là còn đạo bộ hướng chúng là chúng rất cần còn khó chuyển nhưng chúng nó thì cái là sao nhân lại thì chúng là sao về chứ cho nên cho còn thân tử trong sách đường chuyện những người khổ sở không bất ngờ tăng liền nhất nhờ làm từ bi lớn và thầy người xây dựng cái này là cái một tác cái là chính là đạo quả và chúng nó kia đó cũng trở lại là một phần của những khỏi chúng như Đức Như Lai mắt nhìn mát không rời Đức Như Lai ủi hát bây giờ Thái Tôn bây giờ nó tôn nên sao sắc vàng xanh có quá hân nên nó tôn nên sao sắc vàng xanh có quá hân này chạy ra và chắc trăm nghìn mỗi ức bất khả thư bất khả nghị bất khả lượng bất khả thiết vô lượng vô số với mà dạy rằng nhà trạng tái trong nẻ của trường do hai chúng sinh căn cường như thế làm cho này chúng nó được một quả tài về chánh nhưng trăm mười phần với còn một phần chúng sinh mang hai tánh ác nhưng là chúng nó có phần nghìn trăm cái thân là phân nhiều phân trước trong chúng sinh đó hoặc có người chúng ta sáng lệ nghe pháp của ta liền chứng nhận hoặc có người phải cùng khiến bỏ mà hành tội được hiện quả có cả về tội nghiệp của anh là ngay chẳng em làm kính tinh ngưỡng mộ ta có nghe nhiều hơn nói sẽ mong có sắc sắc như thế hoặc hiện nghe hơn trai hoặc hiện nghe hơn gái hoặc hiện nghe hơn trời ngầm quỷ thần hoặc hiện nghe hơn người núi xanh ngồi ao gạch suối làm đế cho mọi người đã gọi đạo họ được giải thoát hoặc hiện nghe hơn hiên đế hoặc hiện nghe hơn trời phạm vương hoặc hiện nghe hơn vua chuyển ngân hoặc hiện nghe hơn quốc vương hoặc hiện nghe hơn cư sĩ hoặc hiện nghe hơn tể phụ hoặc hiện nghe hơn các hàng quan hộ hoặc hiện nghe hơn tỳ kheo ni ưu bà tất ưu bà di cho nên hiện nghe những hơn hơn văn la hán đức phật bà bồ tát để hoa đạo chúng sanh chứ không phải chỉ có phật nghe chúng chúng thôi đâu để tạng ông xem ta đã phải trao quá để tạng em xem trong cái trang Moscow nhà nó hát những sinh viên Moscow như thế gần ra những cái độ bụng đọt khắp với hơi người khó đó nó sẽ chúng nó có bị độc lần giữa chuyện sự hứng khổ và em nên nhớ ta cũng chẳng là cái gặp lúc đây mà gắn là chúng sanh là chúng sanh có tháp bà này nhưng nó Phật như là cái đời đều đặn với hạt đều đặn giải khó giải thoát khỏi hẳn các điều khổ gặp Phật là Đức Phật họ ký bây giờ những quả hân này tại Bồ Tát trong trăm nghìn bây giờ những quả hân này tại Bồ Tát những cái như trong là một hình gia lên cả bậc cùng Đức Phật già và Đức Thế Tôn có người thì tại những kiếp như sau đến đây có nhờ Đức Thế Tôn kích động rất nhiều làm cho con này là chẳng thể nghe bài nữa chứ hoàng ông lớn các văn hiện hành giá cùng các ngành mỗi thế giới trong mỗi giới họ đạo trong ngành mỗi thân mà nó họ đạo trong ngành mỗi ức người làm cho với chúng người ta bảo có hai một số cái không biết bàn những sao nữa là phải bắt chỉ làm việc là một sợi lông một cát một đũa nước một mấy bộ hầm với bằng chừng mấy năm tấp con điều đó hát là làm cho chúng nó được lợi ích lớn cái mong đó thấy tôm nó gọi cái mong đó thấy tôm cho vì những chúng sanh ác nghiệp trong đời sao mà sinh lòng lo lắng cái mong đó thấy tôm cho vì những chúng sanh ác nghiệp trong đời sao mà sinh lòng lo lắng người ta cho mình tháp bạch cùng đức phần ba lần như thế bây giờ Đức Phật sinh nhà được làm một cái hay ta hỗ trợ cho ông được tọa nguyện từ với cái nhân sanh sanh lại được phát nguyện ông lớn có đợi tất cả chúng sanh không gọi hạ liền chứng quả bồ đề ha ha ha